Nói đến gà tiền mặt đỏ, nhiều người thường nghĩ đến loài chim công có hình dáng đặc biệt. Vẻ ngoài của loài gà này tựa như một chú chim công. Bộ lông kiêu sa cùng chiếc đuôi xòe đẹp mắt khiến ai nhìn thấy cũng thích thú. Gà tiền mặt đỏ là giống gà cực kỳ quý hiếm. Đây là một trong những loài động vật nằm trong danh sách động vật nguy cấp, cần được giữ gìn, bảo tồn, bảo vệ. Để hiểu hơn về giống gà cực kỳ quý hiếm ở Việt Nam này, mời bạn tìm hiểu qua video này nhé. Gà tiền mặt đỏ có tên khoa học là Polypon gemini, là một loài chim thuộc chi gà tiền. Chúng có chiều dài khoảng 60 cm. Lông của gà tiền mặt đỏ thường có màu nâu sẫm pha lốm đốm đen, màu của chúng ngắn và có màu vàng cam. Gà tiền mặt đỏ mái và gà tiền mặt đỏ trống có hình thể tương đối giống nhau. Đặc điểm để phân biệt con mái và con trống là con mái đuôi thường có 18 lông vũ, trong khi con trống có số lông vũ nhiều hơn. Con được trưởng thành phần màu lông ở đầu không rõ như những giống gà khác, da trần quanh mặt có màu đỏ. Bộ lông của chúng có màu gụ thẫm, các sao trên thân có màu lục biếc rất rõ. Phần đầu, họng dưới, phần cổ đốm trắng xám, họng có màu trắng, phần bên dưới điểm nâu tối với chóp mút hương có màu da bò. Cánh và bao cánh của gà tiền mặt đỏ có vành sao rộng ở cuối và có màu violet. Bụng của chúng xám đen, phần lông bao đuôi và lông đuôi ở giữa không có điểm đen, ở mút lông đuôi có vạch nâu không đều, có màu vàng nhạt. Chim đực non lúc 1 năm tuổi đã có bộ lông giống các cá thể trưởng thành, nhưng chúng không có điểm đen thẫm và các sao ít sặc sỡ cũng như lông đuôi ngắn hơn con trưởng thành. Giò của giống gà tiền mặt đỏ chỉ có một cựa. Con cái thường có cựa nhỏ hơn của con đực, các sao có dạng ba cánh nhỏ và có màu tối hơn. Chim non thường có màu lông đen xỉn. Các cá thể gà tiền mặt đỏ đều có mắt nâu, mỏ nâu sừng, giò xám chì. Về đặc điểm sinh sản, gà tiền mặt đỏ mỗi lứa con mái đẻ hai quả trứng có màu trắng ngà. Hiện nay vẫn chưa có thông tin chính xác về đặc điểm sinh sản của gà tiền mặt đỏ. Một số nghiên cứu cho thấy mùa sinh sản của giống gà này thường vào mùa xuân, hè. Trứng của gà tiền đẻ thường có vỏ trứng trắng ngà, kích thước khoảng 45x35mm. Thời gian ấp trứng của gà tiền mặt đỏ là 22 ngày, sau đó trứng sẽ nở. Thức ăn của gà tiền mặt đỏ cũng giống như những loài chim khác trong họ trĩ. Chúng ăn thức ăn dạng hạt, ăn quả, côn trùng và dung đất. Về môi trường, gà tiền mặt đỏ thường được tìm thấy ở những khu rừng thường xanh ẩm, rừng nguyên sinh hay rừng hỗn giao, rừng có cây gỗ, nứa, trúc, tre mọc xen kẽ, ở độ cao dưới 1.200m. Mùa sinh sản, người ta thường nghe những tiếng kêu kéo dài đặc trưng của gà tiền mặt đỏ vào nhiều thời gian khác nhau trong ngày. Khi gà tiền mặt đỏ cảm thấy gặp nguy hiểm, chúng chủ yếu sẽ chạy lũi vào rừng hoặc bay từng quãng, chúng ít khi bay lên cao và bay xa. Thông thường, ban ngày gà tiền mặt đỏ kiếm ăn ở mặt đất. Ban đêm chúng bay lên cành cây đậu ngủ. Trong cùng sinh cảnh sinh sống của gà tiền mặt đỏ, người ta còn bắt gặp các loài trĩ khác như gà rừng tai trắng, gà sau ngực gù, gà lôi hông tía. Gà tiền mặt đỏ là loài chim đặc hữu vùng Đông Dương, chúng phân bố ở các khu rừng khô thuộc miền Đông Campuchia và miền Nam Việt Nam. Ở nước ta, gà tiền mặt đỏ được tìm thấy ở các khu rừng từ Bình Định đến Đồng Nai. Một số đã được phát hiện ở Lâm Đồng, Kon Tum, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai. Gà tiền mặt đỏ là loài vật có giá trị khoa học, giá trị thẩm mỹ cao. Chúng cần được bảo tồn, bảo vệ. Phần lớn môi trường, nơi sống của gà tiền mặt đỏ ở nước ta bị tác động do chiến tranh và con người trong thời gian dài. Chính vì vậy, vùng sống của chúng bị thu hẹp vì mất rừng. Bên cạnh việc chặt phá rừng cũng như tình trạng săn bắt bừa bãi của con người đã khiến số lượng bị giảm sút rất nhiều so với thời gian trước đây. Hiện nay, ở nước ta, vườn quốc gia Cát Tiên đang là nơi bảo vệ giống gà tiền mặt đỏ tốt nhất và là nơi có số lượng gà tiền mặt đỏ nhiều nhất nước ta. Gà tiền mặt đỏ đã được đưa vào danh lục đỏ IUCN 1996-2000, sách đỏ Việt Nam 1992-2000, sách đỏ chim châu Á 2001 và bậc vua sẽ nguy cấp, nghị định 18 HDBT 1992 và nghị định 48 nghị định chính phủ 2002 cùng phụ lục 2 của công ước CITES. Các biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ môi trường sống và nghiêm cấm săn bắn gà tiền mặt đỏ dưới mọi hình thức. Gà tiền mặt đỏ là sinh vật rừng cực kỳ quý hiếm của nước ta.
Đây là loại có vẻ ngoài kiêu sa của những chú công với chiếc đuôi xuề vô cùng đẹp mắt. Môi trường sống bị thu hẹp cùng nạn săn bắt trái phép đã khiến số lượng gà tiền mặt đỏ giảm đi rất nhiều.